Xin chào các bạn. Hôm nay rất vui được giới thiệu với các bạn một phiên bản VV 2.0, phiên bản tích hợp Gen AI. Với phiên bản này thì khả năng tương tác với người dùng một cách tự nhiên hơn, thông minh hơn. Đặc biệt hơn nữa thì là VV 2.0 còn có khả năng cá nhân hóa đến từng người dùng. Và sau đây xin mời các bạn cùng với tôi trải nghiệm VV 2.0. Hôm nay thì có thêm cả anh Vũ Hà Văn. Anh Văn sẽ cùng với tôi trải nghiệm VV phiên bản 2.0. Ở Hà Nội có quán cà phê nào ngồi chill không? Anh chị có thể thử tới quán cà phê Chippy Coffee tại số 5 Nguyễn Huy Tự. Đây là một quán cà phê vẽ tranh với không gian bé xinh, ấm áp. Thế ở Nha Trang thì nên đi thử ăn gì? Anh chị có thể thử nem nướng khi đến Nha Trang. Nem nướng là một ăn vặt phổ biến. Một địa chỉ ăn nem nướng ở Nha Trang đi. Anh chị có thể đến quán nem nướng Vũ Thành An tại 15 Lê Lợi. Thế nếu mà anh muốn nghỉ thì nghỉ ở đâu? Anh chị có thể chọn nghỉ tại Vinpearl Resort và Spa Nha Trang để trải nghiệm kỳ nghỉ sang trọng và tiện nghi, spa thư giãn và các hoạt động giải trí đa dạng. Ngoài rạp có phim gì hay không? Anh chị có thể xem các bộ phim như Kẻ Trộm Mặt Trăng 4, Cửu Long Thành Trại Vây Thành hoặc Vùng Đất Câm Lặng Ngày 1 tại rạp CGV Tràng Tiền Plaza. Còn rạp nào gần đây nữa không? Anh chị có thể tới rạp CGV Vincom 3 triệu. Tôi có 2 quả táo, ăn mất một quả thì còn mấy quả? Nếu anh chị ăn mất một quả táo thì còn một quả táo. Có chuyện gì khác anh chị cần em giúp không? Bây giờ mua thêm 5 quả táo nữa thì có mấy quả táo? Nếu anh chị mua thêm 5 quả táo nữa sẽ có tổng cộng 6 quả táo. Bây giờ bán 3 quả táo mỗi quả 5 đồng thì có mấy bao nhiêu tiền? Nếu anh chị bán 3 quả táo mỗi quả 5 đồng thì sẽ thu được tổng cộng 15 đồng.